Xin chào tất cả mọi người. Đây là bài học số 13 của giáo trình Edito A2 chương 4. Trong bài trước, chúng ta đã học một trang về từ ngữ liên quan tới các công nghệ của việc giao tiếp, les technologies de la communication. Và trong bài này, chúng ta sẽ khảo sát một bài học có đề tựa là Les objets sont nos amis. Những cái đồ vật, nó có phải là bạn của chúng ta không? Bạn của chúng ta đương nhiên phải là con người thì mới có thể giao tiếp. Nhưng mà bài này đặt ra vấn đề là các cái đồ vật, những cái đồ vật les objets thì có phải là bạn của chúng ta hay không? Và chúng ta hãy xem bài này, những cái đồ vật nó có cách để nó giao tiếp với chúng ta. Chúng ta thấy trong hình này, đây là người chủ nhà này. Người chủ nhà đi vào trong phòng, đây là cái phòng phòng bếp. Thì ông ta chào, hello, ông ta chào tất cả các cái đồ vật. Thì các đồ vật nó giao tiếp lại với ông ta. Thứ nhất là cái đồng hồ. Đồng hồ nói như thế này: Eh bien, dis donc, au này, c'est à cette heure-ci que tu te lèves. Giờ này mà bạn mới thức dậy hay sao? Đầu từ se lever là thức dậy ra khỏi giường. Và bây giờ là 9 giờ 5 phút. Đây chắc chắn là 9 giờ 5 phút buổi sáng. Này bạn ơi, giờ này mà bạn mới thức dậy hả? Tức là cái đồng hồ nó thấy chủ vào là nó bắt đầu giao tiếp, nó có thể nói. Eh bien, dis donc, à cette heure-ci que tu te lèves. Và tiếp tục là các món đồ khác nó nói. Và chúng ta coi kế bên là một cái tủ lạnh. Nó nói thế này: Pense à mua des givrés aujourd'hui. Hôm nay bạn nhớ rã đông tôi nhé. Và chúng ta thấy động từ rã đông nữa là... chúng ta có hai động từ des givrés và des congélés. Hai động từ này đều dịch ra tiếng Việt là rã đông. Nhưng mà chúng ta thấy nó không có giống nhau. Trước khi coi des givrés ở trong bài này là gì, thì chúng ta coi động từ des congélés. Mình có những cái loại thực phẩm mà mình làm cho nó đông đá lại để giữ được lâu á, ta gọi là thức ăn đông lạnh á, les aliments surgelés. Thì thức ăn này chúng ta để trong một cái ngăn gọi là ngăn đá hay là một cái tủ đá gọi là congélateur. Thường thường trong gia đình chúng ta đều có. Nếu là một cái tủ lạnh trong gia đình thì có một cái phần dưới là tủ mát và trên là tủ đá, ở dưới là refrigerator, ở trên là congélateur. Chúng ta để các thức ăn đông lạnh, để các aliment surgelé, và có một cái tủ chuyên nghiệp ở trong cửa hàng hoặc là trong các cái tiệm cũng có thể gia đình có, thì congelator nó to hơn. Nói chung, congelator là nơi để chứa được các thực phẩm đông lạnh, và khi chúng ta lấy thực phẩm đông lạnh ra để dùng thì chúng ta phải để congelé để làm rã đông của nó, làm cho nó mềm ra, nó hết cái chất đá đi. Và trường hợp này phải mất khá nhiều thời gian, vài tiếng đồng hồ, có khi phải mất cả buổi thì cái thức ăn đó nó mới mềm ra, nó mới rã đông ra. Đó là décongelé. Trong bài của chúng ta là dégivré thì lại là khác, cũng dịch là rã đông nhưng mà nó lại là cái loại đông như sau: cái loại hơi nước mà quá lạnh, ở đây là trong thiên nhiên, nó đọng lại trên các cành cây này gọi là givre, le givre. Và trong ngăn đá của chúng ta, các cái loại tủ lạnh mà không tốt thời xưa, nó cũng lâu lâu nó cũng đóng lại như thế này. Chúng ta thấy đây là givre. Và như vậy nó đóng lại thì rất là hao năng lượng và không còn chỗ để chúng ta chứa thức ăn nữa. Như vậy lâu lâu chúng ta phải dégivrer, làm sao cho nó hết cái givre vào đi. Đây là trong thiên nhiên, đây là trong cái tủ đá. Và bây giờ các cái tủ lạnh bây giờ thì không có cần phải làm, tự nhiên nó tan. Còn ngày xưa là chúng ta phải có một cái thao tác để cậy những cái gene ra, và cái công việc đó chúng ta gọi là dégivrer. Dégivrer tức là cậy cái gene ở trong một cái ngăn đá của một cái tủ lạnh. Như vậy ở trong trường hợp này, cái tủ lạnh này là cái tủ lạnh thông minh, ở bên dưới là ngăn mát này, ở trên là ngăn đá này. Nhưng ngăn đá nó nói với ông chủ, khi thấy ông chủ đi vào nó nói: Pense à mua dégivrer aujourd'hui. Hôm nay ông chủ hãy nhớ rã đông cái ngăn đá của tôi nha. Đó là một cái máy móc thông minh. Và chúng ta vừa coi cái đồng hồ nói, chúng ta vừa coi cái ngăn đá nó nói. Bây giờ chúng ta thấy một, đây là cái thiết bị để nướng bánh mì. Pense à mettre les tranches de pain une par une. Ông chủ hãy nhớ đặt những cái mẩu bánh mì, những cái lát bánh mì từng lát một, đừng để nhiều quá. Đây là cái máy gọi là, chúng ta để cái máy nướng bánh mì. Đây là một cái thiết bị để nướng bánh mì, nó có cái điện trở bên trong đó, chúng ta cắm thì nó nóng lên và để làm cho bánh mì nó nóng giòn lên. Và nó nhắc ông chủ nó là để từng lát một thôi, đừng có để quá nhiều thì không có thể mà nướng được. Pense à mettre les tranches de pain une par une. Une par une là từng
lát một. Yên, bạc, yên là sở dĩ người ta dùng giống cái bởi vì cái trance là một danh từ giống cái, yên trance là một lát như thế này, và để từng lát một, yên, bạc, yên là. Pense à mettre les tranches de pain une par une. Chúng ta thấy cái nước bánh mì nó cũng có thể nói. Bây giờ tới cái bồn nước. J'ai goûté toute la nuit. Pense à appeler le pompier. L'ompier là ông thợ sửa ống nước. Cái này này, đây là cái vòi nước, cái robinet. Tôi đã giọt nước suốt cả đêm. Goûté tức là nhỉ nước ra, rỉ nước ra, không có kín. Tức là thay vì chúng ta đóng lại thì không có nước chảy, nhưng mà ông này cũng đóng lại thì nước vẫn nhỏ giọt ra, nhỏ từng giọt thôi. J'ai goûté toute la nuit, cả đêm tôi vẫn cứ nhỏ giọt. Như vậy là cái thiết bị này bị hư. Ông hãy nhớ, pense à appeler le plombier. Ông hãy nhớ là đi gọi cái ông thợ sửa ống nước lại, nếu không thì sẽ hao nước. Nó cũng biết để nó gọi ông chủ. Và bây giờ tới một cái bộ phận này, đây là cái dao, cái thớt này. Je te rappelle que tu dois manger des légumes. Tôi nhắc cho ông biết là ông phải ăn nhiều rau nhé. Cái dao nó nhắc cho ông là je te rappelle que, tôi nhắc cho ông là ông phải ăn nhiều rau. Và bây giờ từ cái máy giặt thì nó nói gì? Et mon linge, thế còn quần áo thì sao? Qu'est-ce qui va l'étendre? Quần áo mà ông giặt đó, bây giờ ai phơi ra? Ông phải là người đi phơi. Et mon linge, linge là vải vóc, ý nói là quần áo, tất cả những gì mà cho vào trong cái máy giặt để nó giặt, gọi là vải vóc, áo quần khăn các thứ. Qu'est-ce qui va l'étendre? Ai là người sẽ phơi cái quần áo nó ra, bởi vì nó đang nằm trong máy, nằm trong máy thì không thể khô được. Étendre là trải ra. Trải ra, chúng ta phơi quần áo, chúng ta phải étendre cái áo, cái quần chúng ta phải phơi cho nó căng nó ra thì nó mới khô được. Và bây giờ cuối cùng thì cái máy pha cà phê nó cũng nhắc, ăn cà phê, ông ơi, ông muốn uống cà phê hả? Như vậy tất cả những máy móc ở trong gia đình của ông này, nó biết giao tiếp. Les objets sont nos amis, đó là đề tựa của bài này. Các đồ đạc, các cái vật, đồ vật nó có phải là bạn của chúng ta hay không? Và bây giờ chúng ta trả lời các câu hỏi. Câu hỏi số 1. À votre avis, de quel type de magazine ou de site est extrait ce document? Theo ý bạn thì cái tài liệu này, cái tài liệu chúng ta vừa mới coi này, cái tài liệu này được trích ra, động từ extrait là trích ra, trích xuất ra, được lấy ra. Cái tài liệu này được trích dẫn ra từ cái loại tạp chí nào hay là từ cái trang mạng nào? Thì ở đây chúng ta thấy rõ ràng, ở đây được trích ra nguồn của nó, source Science et Vie Junior, tạp chí khoa học và đời sống dành cho tuổi trẻ, số 268 năm 2012. Các cái tạp chí dành cho tuổi trẻ thì họ hay đưa ra những cái tiến bộ khoa học để cho trẻ em nó coi và nó kích thích trí tò mò của nó và nó hiểu các cái tiến bộ của kỹ thuật. Science et Vie, đây là một tạp chí, tên của tạp chí là khoa học và đời sống Junior dành cho trẻ em. Câu số 2, quel objet informe qu'il fonctionne? Động từ fonctionner là hoạt động. Cái đồ nào ở trong cái hình chúng ta vừa coi, cái đồ đạc nào cho chúng ta cái thông tin, tức là cho chúng ta biết rằng nó hoạt động không tốt. Thì chúng ta thấy cái đồng hồ thì nó vẫn bình thường. Và chúng ta thấy cái, đây là cái bồn nước này, nó bị nhỏ giọt này. Thay vì đóng kín nước thì nhỏ giọt, như vậy nó hoạt động không tốt. Thì chúng ta nói đây là cái lavabo, và chính xác hơn là cái robinet. Quel objet informe qu'il fonctionne mal? Chúng ta trả lời là le robinet fonctionne mal. Chúng ta khóa nước lại thì nó phải kín, mà đây khóa nước lại thì vẫn nhỏ giọt suốt đêm. Câu số 3, quel objet rappelle quelque chose à faire au personnage? Quel objet, những đồ đạc nào? Chúng ta thấy danh từ này là số nhiều. Những đồ đạc nào nhắc cho cái nhân vật này, tức là ông chủ nhà, nhắc cho nhân vật này phải làm một cái việc gì? Thì chúng ta thấy là cái đồng hồ thì nó chỉ nhắc tại sao giờ này ông mới dậy. Và cái tủ lạnh, cái tủ đông thì nó nhắc cho ông là hôm nay ông phải dégiver, ông phải rã đông cái ngăn đá này ra, bởi vì đóng quá nhiều đá. Đó là cái thứ nhất. Và nhắc cho ông ta phải làm là cái lò nướng, cũng nhắc là khi mà để các lát bánh mì vào thì để từng lát mà thôi. Và cái máy giặt nó cũng hỏi là phải mang đi quần áo đi phơi. Và sau cùng là cái thớt này, nó nói ông phải ăn nhiều rau thêm. Đó là cái đồ vật. Câu hỏi số 4,
À votre avis, est-ce que le personnage est heureux d'avoir des objets connectés? Pourquoi? Objets connectés là những đồ đạc ở trong nhà mình mà được nối mạng, được kết nối. Chẳng những cái bàn, cái ghế thì không được kết nối, cái giường thì không được kết nối. Nhưng mà cái loại máy móc này nó được kết nối với mạng, do đó nó có thể, nó có những cái thông tin thông minh. Theo ý bạn thì cái nhân vật này có hạnh phúc khi có những đồ đạc được kết nối như thế không? Tại sao? Chúng ta thấy cái vẻ mặt của ông này có vẻ như là không vui lắm. Ông ta mới ngủ dậy buổi sáng mà thấy vẻ mặt của ông ta không có vẻ vui lắm. Cái khuôn người của ông ta cũng như vậy. Ông ta đi long khom. Như vậy là ông ta không có hạnh phúc. Theo ý tôi, cái ông này không hạnh phúc. Chúng ta trả lời là à mon avis, le personnage n'est pas heureux d'avoir des objets connectés. Tại sao? Tại vì mới ngủ dậy thì chúng nó reo lên. Dường như là trong phòng này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, có 8 người, các đồ vật mà như là 8 con người, nó đồng thanh, nó kêu lên phải làm cái này, phải làm cái kia, phải nhắc cái chuyện này, nhắc chuyện nọ. Như vậy nó quá tải, ông không có được bình an. Theo ý tôi, à mon avis, le personne n'est pas heureux d'avoir des objets connectés. Pourquoi? Parce que dès le matin, ngay từ buổi sáng, parce que dès le matin, il a reçu trop de information. Ngay mới ngủ dậy, ông ta đã nhận quá nhiều các cái thông tin. Chúng ta có thể viết cái câu như sau. Chúng ta có thể viết một cái câu như sau. Bạn có theo ý bạn thì sao? À mon avis, theo ý kiến tôi, le personnage, cái nhân vật ở trong hình, n'est pas heureux, không có sung sướng. Tại sao? Parce que ngay từ khi ông ta thức dậy, đè xong rồi vây, đè tức là ngay vừa mới thức dậy, đè xong rồi vây, il reçoit déjà trop d'informations. Thường thường khi con người reçoit, tôi viết lại chỗ này, COIT, và C này phải là CCD, đồng từ reçoit là CCD. Bởi vì theo sự thường khi chúng ta thức dậy thì chúng ta có cái sự khoan khoái, bắt đầu một ngày mới, chúng ta tập thể dục, rửa mặt đánh răng, rồi chúng ta ăn sáng, chúng ta có một cái thời gian để bắt đầu một ngày mới nó thanh thản. Nhưng mà cái ông này, ông quá nhiều, ông đi vào trong bếp là ông nghe tới 8 cái máy móc, nó nói ông phải làm cái này, phải làm cái kia. Như thể như là đây có 8 người, chúng ta mới ngủ dậy mà có 8 người đặt cho chúng ta những câu hỏi, đặt cho chúng ta những cái lệnh phải làm thì chúng ta thấy không có thoải mái. À mon avis, le personnage n'est pas heureux, không hạnh phúc vì có những cái đồ đặt heureux d'avoir des objets connectés. Theo tôi thì những cái đồ vật mà nó được nối mạng như vậy nó không làm cho ông này hạnh phúc, bởi vì ngay từ khi thức dậy, parce que dès son réveil, il reçoit déjà trop d'informations. Và sau đây là câu hỏi cuối dành cho những ai mà đang chuẩn bị thi DELT A2 đó. Chúng ta phải chuẩn bị câu này. Vous avez plusieurs objets connectés chez vous car ils vous semblent très utiles, décrivez-les. Các bạn có nhiều đồ đạc ở trong nhà được kết nối mạng bởi vì chúng dường như là chúng rất là có lợi. Các bạn hãy mô tả những cái máy móc đó là những máy gì. Chúng ta sẽ có trong nhà bây giờ, chúng ta ít nhiều được có các cái đồ vật được nối mạng. Chúng ta hãy mô tả nó xem, chả như camera cũng là nối mạng. Ở Việt Nam chúng ta thì không có nhiều, nhưng ít nhất là chúng ta có cái camera nó nối mạng và nó sẽ cho chúng ta biết nhiều cái thông tin lắm. Và chúng ta thử mô tả xem nó lợi ích như thế nào. Decrivele. Và đây là một đề viết, production écrit, và cái đề này rất là một cái đề tiêu biểu của thi DELT A2 đó. Câu số 6, vous partez en vacances et votre colocataire va être seul dans votre appartement. Bạn đi nghỉ hè và cái người thuê nhà cùng với bạn, colocataire là cùng thuê, hai người cùng thuê một căn nhà để chia tiền nhà với nhau. Thì bạn đi nghỉ hè, người kia ở lại, va être seul,
ở trong cái căn hộ của mình. Vous lui rappelez les choses à faire dans l'appartement. Bạn nhắc người đó những cái chuyện phải làm ở trong căn hộ. Ví dụ, sortir la poubelle, phải mang thùng rác ra để cho xe rác nó mang đi. Bien fermer les fenêtres la nuit, ban đêm thì đóng cửa cho thật kỹ. Nettoyer la salle de bain, phải kỳ cọ cái phòng tắm, vân vân. Còn nhiều thứ lắm, phải tưới cây, phải cho con thú cưng, con chó, con mèo ăn, vân vân. Rồi phải lấy thư, thư trong cái hộp thư chung phải lấy ra, không lấy nhiều quá thì nó vương vãi ra, người ta biết là nhà mình không có người ở. Đó là những cái chuyện chúng ta nhắc. Vous lui rappelez les choses à faire dans l'appartement. Rappeler là nhắc, bạn nhắc cho người ấy những chuyện phải làm ở trong căn hộ của bạn. Và để nhắc ai làm cái chuyện gì, vous rappelez quelque chose à quelqu'un, nhắc một chuyện gì cho ai, thì chúng ta có đại khái những câu như sau. Je te rappelle que tu dois manger des légumes. Tôi nhắc cho bạn là bạn phải ăn nhiều rau. Tôi nhắc cho bạn là bạn phải đóng cửa. Je te rappelle que tu dois sortir la poubelle. Je te rappelle de bien fermer les fenêtres la nuit. Je te rappelle de nettoyer la salle de bain, v.v. Chúng ta có nhiều cái cách để nhắc cho người khác. Hoặc là pense à laver la vaisselle. Hãy nghĩ tới cái việc phải đi rửa bát đũa. Tức là cũng là một chuyện để mình nhắc người ta. Hoặc là đừng có quên buổi họp ngày mai nhé. N'oublie pas la réunion de demain. Đây là ba câu nhắc. Chúng ta có thể dùng các câu này để nhắc ai làm việc gì. Je te rappelle que tu dois manger des légumes. Pense à laver la vaisselle. N'oublie pas la réunion de demain. Xin chào tất cả mọi người.